Triển lãm cây cảnh Ngọc Mỹ có ngoài 18 triệu, 15 triệu thôi. Cái xanh làm vòng mới mang đến nhưng được rất nhiều các bác, các anh em quan tâm. Rồi. Quan trọng là đi lại này. Ngày xưa nó là năm thân, nó tròn như địa sôi ấy. Xẻo bỏ ba thân. Nó thân cũng đẹp, chưa đẹp, đẹp đấy. Thành phần nó để xuống lên trên to cái nơi. Cái đây là chuyển dáng à? Chuyển giới. Gọi là chuyển giới. Làm móng có được nó khô như này là cũng là tuổi đời cũng cao lắm. Bạn không nhau. Hả? Này. Mấy hôm nay, sáng nay ở trên là có người làm cắt mã. Đấy, cái xanh làm móng á. Đẹp nhỉ. Huyền nhai đấy. Tao cứ huyền nhai. Huyền nhai châu. Đấy. Hôm nay sang xoăn cho cái rễ thôi này, xuống. Đắp xuống nó to này, khi nó đùn lâu lắm. Nhưng thấp xuống. Làm móng thì nó có đặc điểm là rất là nhiều cây ra quả. Tỷ lệ cây làm móng có quả rất là nhiều. Gốc rất là hồng hố này. Cái này đây anh em đang trâu biển. À cái này hay nhỉ. Cái này cũng mới mang đến này. Nhìn rất là đẹp. Giá trị nghệ thuật rất là cao. Trâu quả. Đẹp. Đấy. Đây cũng là một cách trồng các bác nhé. Một số bác thì cho nó chạy ra ngoài bay. Cây này thì nó lại trườn theo cái miệng chậu ra đây là mình lắp ra này. Cây rất hay, hợp nhỉ, chậu này rất hợp với cây. Lá cũng là gầy đẹp này. Đấy, lá nó gầy. À đây, một bút của bút chuẩn. Yeah. Không nhớ được à? Còn nằm thân mà nó xuê ra rồi, bên này xong như cái địa xôi á. Về xẻo bộ ba căn đầy có hai. Nó còn bóng rộng rồi. À đây cái đây của ông Minh ông Mỹ à? Vâng, nằm thân nó ra hai bóng rộng rồi. Về cắt bộ. Cây nằm thân nhé. Chuyển thành cây dáng thác đồ. Đấy, mỏng mẻo thế này. Em không mỏng mỏng rồi. Thế là mình. Đấy, anh cho nhân ra. Cũng giỏi đấy. Chế tác thành cái cây nó là Đẹp quá. Nhưng chú có nhận ra ngay không? Hay là bây giờ nói mới biết? Không nhận ra. Không nhận ra. À, cái chân nam thân không nhận ra. Tức là nói mới nhận ra chứ còn không nói không nhận ra. Bao 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 năm. 6 năm rồi. 6 năm. 6 năm mà chủ không nhận ra cây. À, đấy. Nhưng vấn đề là chú thấy là có đẹp hơn không? Năm thân có đẹp cái nào nhỉ? Từ mỗi cái nó có vẻ đẹp hơn nhỉ? Năm thân cũng còn như đây cả. Em thân dừa này. Cái cây nó đẹp. Này là phù hợp. Nam ơi. Một cây năm thân chuyển thành cây thác đồ. Nhiều anh em thì có 2 thân đóng cho đủ 5. Nhưng đây lại có 5. Cây cắt thành 1. Xẻo bất 3. Tùy thuộc vào từng dáng cây. Vào những dữ liệu mà cây có sẵn thì chúng ta có thể cân nhắc làm sao để nó đạt tới cái mức độ nghệ thuật cao nhất. Hay nữa là mỗi người sẽ có một cái sở thích chơi cây khác nhau. Trước nó đóng nữa năm thân là chúng ta cắt đây này, ngày xưa lên nó thẳng thế này, xong rồi vang dáng lang ra, và vang rộng như thế này, cũng đẹp lắm, ngày xưa cũng đẹp, cái mà cái cây đấy không nói, tàn bóng xuống giá, để thế nào bọn nhỉ, lại được nhỉ? Ngày hôm nay anh mang mới cây đến nhỉ, mang mới cây đến. Đây số điện thoại của chủ cây nhé. Cây xanh. Chủ cây là anh Tuấn Đặng. Nếu quý vị các bạn cảm thấy yêu mến thì liên hệ với anh Tuấn Đặng để giao lưu cây xanh làm móng này. Cây rất là quý. Cây xanh làm móng mà được có đặc này cũng rất là ít nhé.
Cái xưa nó cũng tớ năm thân à, cây năm thân còn ở sân đấy à, nó chậm lại bọn nó phá ra là bóng được có đặt cái này cũng ít nha, ít cái này nhỉ, quá ít. Thường thường là bóng nó mạnh về dễ. Bóng xuống giá mình bán phải 8 triệu với 15 triệu. Đấy, cây si này cũng mới cho biển nhá, si búp đỏ, nó búp rất đẹp nhé. Biển năm thân chơi năm thân phải bồng bềnh. Ngay si đó là cái cây to và để xuống sân nhân 3 đấy. 15 triệu thôi. Cây này mới cho biển. Ngay đầu dãy này có một cây xanh ba thân cũng rất là đẹp nhé. Công ty của chủ cây này. Xanh ba thân. Siêu luồn lực. Ông dăm mịn rồi. Những cái đường chuyển của thân cũng rất là nghệ thuật. Hài hòa hợp lý. Các bông tán sắp xếp với nhau rất là tự nhiên. Đẹp. Si này. Chỗ này có một cái xin. Cái này có hình dáng giống một con vật nào đó. Cây xanh, chất liệu là xanh nam điền. Cây này rất là lực cây. Cây xuống luôn. Có cài đá, cái nét cài đá rất là đẹp. Cây rất là lực cây, mịn rồi. Chất lá xanh nam điền. Thông tin của chủ cây nhé. Đây. Có những cây thì cài đá nó cũng không tăng thêm vẻ đẹp là mấy, nhưng đối với cây như thế này thì việc làm thêm đá, gài thêm những cái chân đế như thế này, quạ thêm, nó tăng giá trị của cây lên rất là nhiều. Đây có gì đâu, anh nhà làm việc tôi không thêm 500 nữa. Điện làm đá rất là đẹp, khéo. Cái nhà nhỏ rất là hay. Xin. Không dưỡng nước á, dưỡng nước nhà bà. Xanh. Cũng là hà. Xin. Một cái gì khá là già, chuyên chảy, chân đế đẹp. Xanh, cây này cũng có văn tân, chủ nhân là văn tân cũng sở hữu cây rất là đẹp. Cây này cũng của chủ nhân là văn tân. Biết chơi cho mà ngắm, em biết đi đâu. Cái gì chơi? Cái này của ai hả ta? Ai? Lệnh hành. Rồi, nó ngồi lâu. Gì liếc? Không, anh có liếc. Cái gì rất đẹp. Tại không khí của cuộc trưng bày rất là đông vui. Ông ơi, cho cháu hỏi cây Nam Điền của ông đưa cháu lưu bao tiền đấy ạ? À, cây của chú á? Vâng ạ. Cây, 20 triệu. 20 triệu ạ? 20 triệu. Vâng ạ, vâng. Để anh em chú cháu đang tham khảo, cây đẹp quá không? Vâng. Ông dành chiều xuống đây uống nước ông nhá. Bây giờ rất là nhiều anh em ở trên ý xuống đây, cả ông Lợi liếc này ông, vui quá. Đấy. Vâng, thì lúc nào rảnh ông xuống nhau nhá. À, ok. Vâng, cháu chào ông. Cây này là cây của Bắc Loan đây à? Vâng ạ. Đây, Bắc Loan. Cây của Bắc Loan. Vâng. Cây xanh, cây này là vừa khỏi giá đấy à? Vâng ạ.
cây này có cái nét dị nhỉ, nét dị cây mịn rồi, cây mịn sẵn chơi rồi, chất liệu là xanh xanh năm điền, hàng sạch, không còn một tí sẹo nào nhé, cây rất là mịn rồi và nó có cái nét rất là độc đáo như này. Chậu cũ, thông tin của ông Loan này, ông Loan là người ở Hữu Bằng, cũng là khu vực lân cận với nước Mỹ, khách mời. Và hiện nay ông Đoàn cũng sở hữu rất là nhiều những cây quý, chân đế đẹp, cây xanh này ông Đoàn bảo 20 nhỉ? Vâng ạ, 20 triệu ạ. Cây đẹp giả. Tất nhiên là khi mua thì quý vị các bạn có thể liên hệ để thương lượng. Cây rất là già, đẹp. Cây này sẽ quay kỹ cả hai chiều cho quý vị các bạn xem nhé. Nó trông như một con vật gì nhỉ? Như con ngư. Chân của nó đây. Cây cũng cắt giật nhé, khá là kỹ. Những cái nét độc đáo. Nổ liên tục okay. Nhé, tôi có tiếng nổ là vui rồi. Cháu đã nhường lại cái tác phẩm mà okay. Cháu rất là thích. Thật ra nó thì nó cũng hơi phân vân đấy. Tuy nhiên mà giá nó là giá lượng chết cho nên là cho nên là phải mua bằng được đấy. Ok. Rồi, cảm ơn cháu nhé. Cây đây chứ cây đâu? Đúng không chú? Vâng. Cây này chả bắt cây nào, cho bắt cây luôn. Hai chú cháu à? Đây. Chú về chú sẽ rồi okay. Sang ra riêng rồi chú đừng nói mà cháu cháu tiếc chú đừng nói cháu thương cây hai chú cháu nhượng nhau đồ chơi nhỏ với tay nó vừa tầm. Ủa ấy, của tài à? Nổ liên tục nhé, còn rất nhiều những tiếng nổ đang chuẩn bị diễn ra. Quý vị tham quan triển lãm về cảnh nghệ thuật Bắc Mỹ. Video xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.